Xin chào cả nhà thương yêu, một ngày mới đã trở lại với kênh Siêu Hiền Vlog Cuộc Sống ở Campuchia cả nhà. Thì cả nhà ơi, hôm nay mình được chồng mình đem về cho mình một bọc tắc cả nhà, trái tắc người ta cúng chân 3 ngày Tết. Thì người ta cũng đem ra người ta cho mình bẻ cả nhà, để nó rụng hết uổng. Thì chồng mình bẻ về cho mình cũng phải cỡ chừng 3-4 kg vậy đó cả nhà, mình thấy cũng nhiều lắm. Thì hồi năm rồi á thì nhiều quá, mình cũng biết làm gì, thì mình ngâm, mình làm chanh muối cả nhà, một keo bự luôn. Thì bây giờ ăn còn nửa keo cả nhà, thì bây giờ mình không có làm chanh muối nữa, sợ ăn nó không hết uổng, bỏ uổng đó cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ ngào, mình làm tắc ngào nha cả nhà. Mình sẽ chế biến tắc, làm tắc ngào giống như mình ngào mứt me ấy, mình ngào me để mà mình quậy nước đá uống đó cả nhà. Thì bây giờ mình xin mời cả nhà cùng vào bếp làm với Hiền nha cả nhà. Thì ở đây cả nhà, mình có một gỗ đầy này luôn, thì trái cũng rất là to luôn á cả nhà, rất là bự luôn ha. Mình cũng đã rửa qua nước muối, mình ngâm qua nước muối và mình rửa lại nước lạnh cũng rất là sạch rồi cả nhà, tại vì mình dùng lấy cái vỏ này mình xài đó cả nhà, cho nên mình chà rửa nó cũng rất là sạch rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm như thế này, mình sẽ cắt cái đầu nó ra, rồi mình nặn lấy nước ra để riêng ha cả nhà. Rồi xong còn cái vỏ này thì mình sẽ sắt cho nó mỏng lại, cho thành sợi, cho nó nhuyễn lại. Rồi xong mình sẽ ướp đường, mình sẽ ướp đường vô, mình ngạo giống như mình ngạo mứt dừa rồi đó cả nhà. Thì mình sẽ bắt tay vào làm luôn ha cả nhà. Thì cả nhà ơi, từ sớm giờ mình lo làm cơm cho các con mình ăn xong, thì bây giờ mình mới bắt đầu mình làm cái món mứt này nha cả nhà. Thì mứt này mình cũng không biết là kêu nó làm sao đây cả nhà. Thì cái này là trái tắc, thì mình sẽ lấy nước nó ra, xong rồi mình xài cái vỏ này mình lấy nha cả nhà. Mình sẽ lấy cái vỏ cái vỏ tắc này, mình dắt mình nặng, mình sắt cho nó thật là mỏng lại. Rồi mình sẽ ngào với đường, mình sẽ trộn đường vô rồi mình ngào nó cả nhà. Thì mình ngào giống như là mình ngào mứt dừa vậy cả nhà. Mà cái này thì mình sẽ không có múc, không có ăn giống như mứt dừa như cả nhà, mà mình quậy nước uống, mình để dành, mình làm, mình quậy nước uống giống như quậy đá me vậy đó cả nhà. Rồi mình sẽ rang đậu phộng, mình rang đậu phộng để chung thì nó rất là thơm cả nhà ơi. Cái trái tắc này nó rất là thơm, thì mình sẽ nặn nước nó ra đó cả nhà, và mình lượt lấy cái hộp bỏ. Đây, còn cái vỏ thì mình sẽ để ở đây, tí mình sẽ sắt cho nó thành sợi lại nha cả nhà. Nhâm lên được đây không? Thì năm nào chồng mình cũng bẻ đem về cho mình một bọc cái trên cả nhà. Hồi năm rồi thì mình làm chanh muối, mình muối chanh muối được một keo rất là lớn luôn. Rồi thì mình cũng ngào làm một miếng để mà mình uống. Thì mình thấy chồng mình cũng rất là thích, cho nên năm nay chanh muối còn nhiều quá thì mình sẽ không có làm chanh muối nữa, mình không có làm tắc muối nữa, mà mình sẽ ngào mình để quẩy nước uống đó nha. Thì quẩy nước uống này nó rất là thơm ngon nha. Còn cái nước tắc này á, thì khi mình ngào đó cả nhà, thì mình cũng sẽ đổ nó vô mình ngào luôn, ngào chung với cái vỏ tắc lại. Cái vỏ tắc này thì mình sắt xong rồi mình sẽ ướp với đường, xong rồi mình để cho nó thấm đường, rồi mình đem mình ngào. Đây cả nhà, thì mình sẽ nặn nó ra như vậy đó. Cái hộp thì mình sẽ đổ bỏ nha cả nhà. Còn cái vỏ này thì mình sẽ lấy, mình lấy cái vỏ này lại, xong rồi mình sẽ sắt sợi nó ra ha. Thì công đoạn này thì mình sẽ tiếp tục mình làm như vậy hết cả nhà.
Thì đây cả nhà ơi, trải qua một hồi cũng lâu quá rồi mình làm cũng hơi mỏi tay đó cả nhà. Thì đây thành quả nước, nước cái nước của nó nha cả nhà. Cái nước này còn nó nhìn nó đẹp coi nè, nó vàng vừa tươi luôn á cả nhà. Mấy cái trái này thì nó rất là già hết nè, nó vừa già tới luôn á cả nhà. Thì mình hột của nó rất là nhiều luôn ha. Thì mình lượt nó ra được bao nhiêu nè cả nhà, 2 ly nước. Còn cái này mình cũng sẽ không bỏ nha cả nhà, một hồi thì mình cũng lấy mình xài luôn. Còn bên này thì nó hơi dập dập, mình sẽ bỏ, mình cái hư thì mình sẽ bỏ. Thì còn lại đây mấy trái nữa thì mình cũng sẽ làm cho hết luôn cả nhà. Thì đây thành quả của mình như vậy thì mình sẽ để nguyên như vậy, xong rồi mình xếp nó lại như vậy và mình xắt nó nha cả nhà. Mình xắt nó thành mỏng mỏng lại rồi mình mới ướp đường vô. Thì bây giờ cái nước này thì mình sẽ để vô tủ lạnh ha cả nhà, để sợ nó hơi ê á. Đây cả nhà, thì mình sẽ xắt sợi nó như vậy nha cả nhà. Mình xắt nó hơi nhuyễn như vậy. Thì mình sẽ rồi xong mình xắt hết một cái mớ vỏ này. Thì mình sẽ trộn nó một tí muối và đường nha cả nhà. Thì để mình xắt hết coi mình coi nhiều cỡ bao nhiêu thì mình sẽ trộn đường theo đó. Thì như nếu mà mình ngào me cả nhà, thì mình ngào 2 kg me thì mình dùng cho là 1,5 kg đường. Nhưng mà cái này thì chắc mình hết một mớ này á thì chắc mình dùng cả 1 kg đường, 1,5 kg đường cả nhà. Tại vì tính vỏ ra thì nó cũng là 3-4 kg cả nước luôn cả nhà. Thì mình dùng từ 1,5 kg đến 2 kg đường nha cả nhà. Thì tại vì lúc mình ngào lên á, thì mình sẽ đổ luôn cái nước của nó vô cho nên nó sẽ chua nha cả nhà. Với lại vỏ mà nhìn bao nhiêu đây thôi chứ nó rất là nhiều. Tại vì nó tươi là nó cũng phải 3-4 kg rồi. Cho nên mình phải để đường cho nhiều tí thì mình ăn mới được, uống mới được nha cả nhà. Tại mình làm nước uống á, cho nên mình phải để đường nhiều tí. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục xắt thôi cả nhà. Khi nó cũng còn sót lại cái hột của nó thì mình sẽ lựa nó ra. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục xắt nó nhuyễn như vậy ha cả nhà. Mình xắt sợi như vậy để mà mình ướp với đường. Rồi đây cả nhà ơi, trải qua mấy tiếng đồng hồ mình hết ngồi rồi tới đứng, mình xắt hết một cái đống, một cái thao này cả nhà. Quá trời mệt luôn, quá trời lâu luôn á cả nhà. Nhưng mà bây giờ thì cũng xong rồi, thì bây giờ mình sẽ để đường vô mình trộn nữa ha cả nhà. Thì đây cả nhà ơi, mình sẽ để vô đây 1 kg đường và 1 tí muối. Rồi mình trộn nó, mình để đây cho nó đường nó ra, xong rồi mình sẽ đi ngào nó ha cả nhà. Như đây cả nhà ơi, mình ướp đường vô thì cũng được một hồi rồi đây cả nhà. Thì mình cũng sẽ ngào luôn cả nhà ơi. Đó, đường nó ra nó cũng rất là dẻo luôn rồi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình ngào nó luôn ha cả nhà. Đây thì cả nhà ơi, lúc nãy cái điện thoại mình đang quay đang làm thì nó bị căng cho nên mình không có quay được cái lúc mà mình đổ cái nước cốt của trái tắc vô đó cả nhà. Thì bây giờ mình đổ vô mình quậy cũng được một hồi thì bây giờ nó cũng kẹo kẹo lại rồi đây cả nhà. Nhưng mà mình sẽ bớ lửa nhỏ lại rồi mình sẽ quậy thêm một hồi nữa cho nó thật là kẹo lại nha cả nhà.
nó càng kẹo thì nó mới càng tốt, mình để lâu mới được đó cả nhà. Còn bây giờ thì nó còn hơi nước nước, nhưng mà cái này mình không có thêm nước lạnh nước gì đâu nha cả nhà, chỉ có cái nước tắc của nó ra thôi, mình đổ cái nước tắc của nó vô thì mình quậy nó như vậy. Thì cái màu của nó vàng rất là đẹp nha cả nhà. Mình có để vô đây một trái khóm á, thì cái màu nó sẽ vàng như vậy, nó sẽ đẹp nha cả nhà. Còn như mình không để khóm á, thì cái màu nó trở nên thành cái màu nâu nâu. Mình có lược hột nhưng mà vẫn còn sót hột nha cả nhà. Thì nếu ở nhà có làm thì thấy hột thì nên vớt ra, để sợ khi mình uống cái mình ăn nó đắng á. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục quậy cái nhà. Cái này mình để lửa nhỏ lên mình quậy đó. Cái này mình quậy cũng rất là mỏi tay, giống như là mình làm mứt chuối rồi vậy đó cả nhà. Mình làm thì cũng rất là mỏi tay nha. Thì cả nhà ơi, một hồi mình xào mình ấy thì nó cũng đặt lại được như vậy rồi đây nè cả nhà. Nhưng mà mình chưa có tắt lửa đâu nha cả nhà. Còn mình phải xào thêm một tí nữa, tại vì mình muốn để nó hơi được hơi lâu á cả nhà. Nhà có mình nên mình uống thôi, chứ nếu mà cái này mà làm bán ra cả nhà thì cỡ như vậy thì cũng được rồi đó. Nó cũng sệt lại như vậy rồi nè cả nhà, nó cũng sệt lại lắm rồi, mình để nguội nữa là nó còn sệt lại nữa. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ ấy thêm có khoảng chừng 15-20 phút nữa nha cả nhà, cho nó thật sự cho nó khô lại luôn. Một tí nữa thì mình hãy tắt lửa. Cũng rất là mỏi tay cả nhà, như này từ sáng tới giờ luôn cả nhà. Nội mà mình dắt nước ra xong rồi mình sắt cái vỏ nó cho nó thành sợi cả nhà, rồi xong rồi mình ướp đường mình cháy hết giờ này phải mở đèn luôn cả nhà. Thì hết cả ngày trời mới được có nhiêu đây nè. Nhưng mà mình làm cái này mình uống nó rất là ngon nha cả nhà, rất là thơm ngon luôn. Chồng mình rất là ghiền cái này luôn. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục quậy nha cả nhà, để thôi nó bị khít đít á, nó bị khét á nha cả nhà. Mua đậu phộng tươi và mình rang, mình để dành mình làm nước uống. Thì khi mình uống cái này cả nhà, mình để với đậu phộng á thì chua chua ngọt ngọt, ăn đậu phộng nữa thì nó béo béo, nó thơm rất là ngon nha cả nhà. Mình làm cái tự nhiên thôi. Thì mình làm cái món này, mình nói thiệt với cả nhà thì mình không có tốn tiền gì hết trơn. Cái trái tắc á thì chồng mình cũng bẻ từ của người ta cúng xong rồi đó cả nhà, người ta cho mình bẻ thì mình bẻ mình đem về mình xài. Còn khóm á, thì chồng mình cũng đi vườn dắt người ta đi chơi đó, rồi trong có vườn á thì người ta bẻ ta cho. Còn đường á, thì cũng chồng mình mua, mình không có tốn tiền nữa nè. Thì tốn nhiều đó thôi. Thì mình chúc cả nhà thành công ha, chúc cả nhà ngon miệng. Mình sẽ xào thêm một tí nữa rồi chờ chồng mình mua đậu phộng về, mình rang đậu phộng xong mình làm một ly nước thật là bắt mắt, mình sẽ gửi cho cả nhà xem ha. Thì bây giờ mình sẽ rang đậu phộng nha cả nhà. Thì rang đậu phộng thì mình sẽ để muối rồi, cái này tại vì mình rang tới một ký đậu phộng thôi cả nhà, cho nên mình để muối nó hơi nhiều ha. Thì cái tắc hồi chiều mình hồi nãy mình ngào đó cả nhà, thì cho là mình để tới một ký đường nha, nhưng mà nó cũng không có ngọt được miếng nào luôn cả nhà ơi, nó chua rất là chua luôn. Nhưng mà mình không có, sẽ không có để đường thêm, vậy chờ khi nào mà mình quậy mình làm nước uống đó cả nhà, thì mình mới uống chua hay ngọt thì mình mới thêm đường nha cả nhà. Còn bây giờ thì mình sẽ xào thêm một cái gan, thêm một miếng đậu phộng lên, để khi mình quậy làm nước uống thì mình sẽ để đậu phộng vô cả nhà. Thì ăn nó chua chua béo béo ngọt ngọt rất là ngon nha. Thì đậu phộng thì mình rang, mình hay rang với muối như vậy. Thì khi mình để đậu phộng cũng được hơi lâu một tí, rồi mình ăn hột đậu phộng nó cũng cũng thấy rất là ngon đó nha, nó có chất mặn mặn một tí đó. Thì bây giờ mình sẽ rang cho nó vàng nha cả nhà, mình rang một tí đậu phộng luôn. Mình để dành ăn luôn cả nhà. Thì đậu của mình nó cũng ngổ lóc bóc, nó cũng vàng như vậy là được rồi cả nhà, nó bay cái mùi thơm lực nồng luôn rồi. Thì bây giờ mình sẽ ngưng lại đây, mình tắt lửa mình để đây tới sáng rồi nó nguội thì mình sẽ bóc vỏ nó nha cả nhà.
bây giờ thì trời cũng tối rồi cho nên mình không có làm luôn cả nhà, đợi làm nữa tới kia luôn. Giờ này cũng 8-9 giờ rồi thì ngày mai mình sẽ tiếp tục nha cả nhà. Mình bóc vỏ nó, mình vô keo vô rồi cất luôn. Và mình sẽ làm một ly tắc nhào mời cả nhà nha. Bây giờ mình ngưng video ở đây nha cả nhà, chờ sáng mai mình sẽ tiếp tục. Thì cả nhà ơi, cái phần tắc nhào của mình cũng đã nguội rồi đây cả nhà. Thì mình để nó qua đêm nha cả nhà, cho nên nó nguội hết rồi thì giờ mình sẽ lấy keo mình để nó vô, rồi mình để tủ lạnh uống dần ha cả nhà, quậy làm uống dần. Còn ở đây là cái mới đậu phộng thì mình cũng đã rang hồi tối luôn. Thì bây giờ mình tiếp tục phần 2, mình sẽ bóp vỏ nó nha cả nhà. Đó. Thì mình rang cả ký đậu phộng luôn cả nhà. Thì cái này giống như là nhào me vậy, mứt me vậy đó cả nhà. Ấy nhào me để uống làm nước đá uống, quậy đá uống. Thì cái này tắc nó sẽ nó rất là thơm nha cả nhà. Cái mùi tắc nó thơm nực nằm luôn, thơm là mình muốn uống nha. Thì bây giờ mình sẽ bóp đậu phộng xong rồi mình sẽ làm một ly để mời cả nhà cùng uống với mình nha. Chúc cả nhà làm để dành uống Tết cả nhà. Để bỏ uổng lắm, Việt Nam mình thấy người ta chân tắc này cũng rất là nhiều. Thì có ai có thì làm gì uống đi cả nhà. Đây, ở nhà nhìn thấy rất là ngon luôn á. Mình làm uống qua một lần rồi, chồng mình cũng rất là thích. Thì bây giờ mình làm tiếp tục cả nhà. Rồi thì trước khi mình cho vô keo thì mình sẽ làm một ly uống thử nha cả nhà. Vì cái này mình có thử qua rồi, nó còn rất là chua nha cả nhà, cho nên mình để nó một muỗng như vậy thôi. Đây mình sẽ để một muỗng như vậy, hay là thêm tí nữa đi, hơi đường nó kẹo lại vậy nè. Thì cái này mình sẽ pha với lại nước nóng nha cả nhà. Thì mình pha cái này thì mình phải pha với nước nóng thì cho nó tan đường ra cả nhà. Nó thơm cái mùi tắc. Thì cái này á, ai mà uống nhẫn được, nó hơi đắng nhẫn đó cả nhà. Nó không có đắng nhưng mà nó hơi nhẫn thì mới uống được nha cả nhà. Còn như mà mình không có uống được, không có chịu được cái nhẫn của vỏ chanh đó, thì là mình không có làm xong rồi bỏ, không có uống được nha. Thì cái này nhà mình thì có chồng mình với mình thôi. Thì bây giờ mình sẽ bể vô đây một tí đậu phộng. Sau một hồi sàn sảy thì mình cũng đã làm xong rồi. Thì mình để vô đây một lớp. Kế thì mình sẽ để nước đá vô. Cái màu nó rất là đẹp luôn, rất là tự nhiên nha cả nhà. Mình không có để một cái gì vô hết, không có để vani, cũng không có để không có để mùi để gì hết cả nhà, chỉ có nước tắc với tắc thôi. Mình làm ở nhà uống cho nên mình làm tự nhiên thôi cả nhà, mình không có thích thêm cái gì nữa hết trơn. Thì đây rồi thì mình sẽ để lên lớp trên một lớp đậu phộng nữa, nó càng nhiều thì ăn càng ngon nha cả nhà. Thì mình cũng thích đậu phộng. Đây cả nhà nhìn xem cái ly nước tắc của mình rất là đẹp ha, rất là thơm luôn cả nhà. Thì bây giờ mình xin mời cả nhà cùng dùng tắc với mình nha. Thì đây cả nhà ơi, cái ly nước tắc của mình đây, mình xin mời cả nhà cùng uống với mình nha. Rất là thơm ngon luôn nha cả nhà. Khi mình ăn không á, mình thử nó thì cả nhà, thì mình nghe có cái mùi hơi nhẫn của cái vỏ chanh đó cả nhà, của vỏ tắc đó cả nhà. Nhưng mà giờ bỏ vô trong nước đá thì không có còn thấy cái mùi nhẫn nữa nha cả nhà. Nhưng mà rất là thơm tắc luôn, uống rất là ngon. Mình xin mời cả nhà nha. Quá ngon.
lâu lắm rồi mới uống là mới như này đó nha. Hồi năm ngoái mình làm được có ít rồi, giờ năm nay mình làm được một cũng hơi nhiều á. Ừ. 10 trên 10 rồi. Gái mình chấm điểm 10 trên 10 đấy hả? Thì bây giờ tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ha cả nhà. Thì mình sẽ lấy keo mình đựng đậu phộng này với lại tắc này, mình sẽ lấy keo mình đựng nó vô rồi mình để vô tủ lạnh. Mình để dành uống dần nha cả nhà.